Hai mọi người, lại là tôi đây. Chiều nay chúng ta sẽ ăn món bánh chưng mọi người, với ông phải sữa đá mọi người. Đây mọi người, bánh chưng mọi người. Chưng bánh dày. Chưng giờ ly phải sữa đá mọi người. Muỗng rồi. Mời mọi người dùng ăn không mọi người. Chân ăn chân chân bỏ tủ lạnh ngay. Nó đông rồi mọi người, mở ăn cũng được mọi người. Là chuối. Nước nó dịu dẻo luôn rồi. Nhân đậu. Nhưng mà do giống như cái nhân luôn rồi. Không bao giờ ướp hay là cảm thấy giác nó ăn nó không thấm lắm luôn rồi. Hay là do phải xào luôn rồi cái nhân đó. Mình xào cho nó thấm lắm rồi. Không biết đúng rồi, của người ta làm thấy ăn nói còn gì làm thì ăn được không rồi chứ. Ăn gần như thì đem chiên là mọi người. Bữa trước chiên giờ ăn giòn mọi người, ăn ngon mọi người. Chiên cho nó vàng, để dầu nhẹ xíu, chiên cho nó vàng, vàng lớp ngoài. Chiên vàng đều là hết, để ăn ngon mọi người, ở ngoài nó giòn giòn mọi người. Ăn ngon. Lạnh luôn, đúng rồi. Bánh chưng ăn ok mọi người, phơi sữa ngon mọi người, ngon thơm. Chào tạm biệt mọi người nhé, chúc mọi người có một bữa chiều thật là ngon miệng, có một ngày thật là vui vẻ. Bye mọi người.